Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh dừng in thẻ bảo hiểm y tế giấy đối với các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đã có căn cước công dân. Riêng đối với những trường hợp chưa được cấp thẻ căn cước công dân, nhóm đối tượng trẻ em và tham gia bảo hiểm y tế lần đầu chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ in thẻ bảo hiểm y tế giấy để người tham gia đi khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở đề nghị của người tham gia. Để thay thế cho việc không dùng thẻ bảo hiểm y tế giấy, các đối tượng phải sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip để tra cứu dữ liệu hoặc sử dụng ứng dụng VSSID đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an VNeID khi đi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế. Việc tạm dừng in thẻ bảo hiểm y tế là một bước thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính tiết kiệm thời gian công sức đối với người dân tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm tự nguyện